Xin chào cả nhà, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cách cài đặt phiên bản VMPP 3.2 trên BodyMark 2016. Đầu tiên chúng ta sẽ mở bộ cài lên. Ok, bây giờ chúng ta chạy file Open và chờ trong giây lát. Một số bạn cũng đã phản hồi mình rằng bộ cài này trên phiên bản BodyMark 2016 chúng ta có bị lỗi văng file. Bây giờ mình sẽ cài lại. Đương nhiên mình sẽ có sự tinh chỉnh nhẹ nhàng để cho phần mềm này sẽ không bị văng. Chúng ta select và install. Chờ đợi trong giây lát. Sau khi cài đặt xong, chúng ta sẽ có một phần mềm sử dụng mượt mà bao gồm rất nhiều vật liệu. Chúng ta cùng nhau chờ phần mềm cài đặt xong. Cũng không có chỉnh sửa quá nhiều đâu các bạn. Các bạn chỉ cần load một file mà mình đính kèm về và dán đè lên là chúng ta có thể sử dụng được. Phần mềm đã chạy gần xong rồi, chúng ta chờ đợi một chút. Các bạn chú ý nếu như các bạn cài đặt hai bộ cài vào lúc, ví dụ như BodyMark 2016 và BodyMark 2017, thì cách làm này chúng ta sẽ không thể dùng trên BodyMark 2016 khi các bạn đã cài kèm BodyMark 2017 vào. Bởi vì về cơ bản, bộ cài của BodyMark 2017 nó sẽ có một phần xung đột với cái phần single shader này. Nếu như các bạn cài song song hai phiên bản thì mình khuyên các bạn là hãy cài một phiên bản 2016 thôi thì chúng ta sử dụng sẽ mượt mà hơn. Còn nếu như các bạn cài hai phiên bản vào thì phiên bản 2016 sau khi cài theo cách của mình nếu sử dụng chúng ta sẽ bị văng file thi thoảng thôi. Nhưng mà điều đó cũng rất là gây khó chịu. Tóm lại là chúng ta chỉ nên dùng một phiên bản BodyMark trên một máy mà thôi. Các bạn có thể dùng 2016 hoặc 2017. Đương nhiên bản 3.2 là chúng ta sẽ không thể cài ở phiên bản 2017 được. Bởi vì phiên bản 2017 chúng ta sẽ phải cài bản 4.1. Tôi nhấn Finish và đóng lại. Bây giờ chúng ta làm như sau. Các bạn tải về thì luôn có thư mục này. Mình có đính kèm. Bây giờ thì rất đơn giản. Tôi chỉ copy nguyên cái phần clip này về thôi. Tôi có thể copy hết bên trong này. Các bạn copy. Còn phần map, tức là thư mục vật liệu của chúng ta ở ngoài này, thì chúng ta có thể để bất kỳ ổ nào, sau đó các bạn có thể dẫn đường dẫn vào cho nhẹ ổ C đối với bạn nào dung lượng ổ C hơi ít. Còn nếu như các bạn dung lượng ổ C nhiều, các bạn có thể copy cả hai thư mục này vào luôn. Bây giờ để giảm tiện chúng ta đỡ phải xem nhiều video và mất thời gian để copy map này thì tôi sẽ dẫn đường dẫn map vào cái thư mục này luôn, khỏi cần copy vào ổ C. Mình chỉ copy phần này thôi này các bạn. Đó. Có thể copy thư mục ngoài cũng được. Hoặc copy thư mục trong thì các bạn mình vào ổ C vào VMPP map này. Các bạn dán luôn. Sẽ khá là nhanh. Không mất quá nhiều thời gian của chúng ta. Chúng ta chọn repeat. Đương nhiên thư mục mà tôi vừa copy tôi sẽ đính kèm trong file bên dưới, nếu như bạn nào cần thì chúng ta có thể load về và ghi đè lên là xong. Về cơ bản thì hai bộ cài này tương đối giống nhau, không khác gì. Chúng ta đóng lại. Bây giờ mình sẽ bật BodyMark lên và dùng. Xem còn lỗi như các bạn đã gửi mình hay không. Và tại vì bộ cài này là bộ cài vật liệu của V-Ray nên trước khi các bạn cài thì chúng ta nên cài BodyMark và cài V-Ray trước. Sau đó mình sẽ cài bộ thư viện này vào. Ở phiên bản VMPP 4.1 thì có lẽ sẽ hiện đại hơn và phù hợp hơn với BodyMark 2017. Và việc tích hợp thư viện còn dễ hơn nữa. Còn phiên bản 3.2 này chúng ta chỉ có thể dùng với BodyMark 2016 mà thôi. Ok, chúng ta đã cài xong. Bây giờ mình hướng bạn sẽ lấy thanh công cụ ra. Các bạn qua toolbar ở phần dưới này này, category, kéo xuống dưới, chúng ta sẽ có phần
Single Stereo này đây, bấm vào, nhấn chặt chuột trái, kéo thả lên trên này, xong phim, đóng lại. Bạn nào muốn màu mè hơn thì có thể chuột phải, chúng ta Edit Button này, chúng ta thay đổi icon cho nó. Đây, mình chọn một cái icon mà mình hay dùng, ví dụ này. À, nó ở đây. Và tiếp theo, các bạn sẽ khai báo đường dẫn vật liệu. Ở đây chúng ta khai báo đường dẫn trong hệ thống của Primark thì có lẽ sẽ hay hơn. Mình khai báo đường dẫn. Đường dẫn này tới thư mục map mà chúng ta hay dùng. Vừa rồi mình có để trên desktop. Bạn nào có thể để ở D hoặc E gì đó thì mình cứ tương tự dẫn vào thôi. Các bạn dẫn vào thư mục map này. Rồi. Use path. Ok. Bây giờ chúng ta cùng nhau bật lên và test thử xem có lỗi hay không. À, không có vấn đề gì. Những vật liệu cơ bản có sẵn. Các bạn có thể chuột phải vào để review. Đó, rất là to. Rồi chuột phải để thu nhỏ. Thấy nét khủng khiếp. Rồi, vật liệu tiêu chuẩn V-Ray 3.1 trở lên đây. Còn vật liệu cũ này. Cũng đầy đủ, không có vấn đề gì. Vật liệu đều tinh chỉnh rất là đẹp. Còn phần mà mình tích hợp thêm ở đây, nhiều bạn nói rằng bấm bị văng. Thôi bây giờ mình bấm thử xem có văng không. À, không thấy văng gì cả. Vậy vấn đề là ở đâu? Thì thực ra vấn đề mà không bị văng thì mình chỉ chỉnh lại một số cái khoảng trống ở những cái material đầu tiên thôi. Ví dụ như nền đất đợt trước thì mình có gạch chân, thì bây giờ mình bỏ gạch chân đi thì nó sẽ đỡ lỗi hơn thôi. Ngoài ra thì không có cái tinh chỉnh gì cao siêu ở đây hết. Và ở phần setting này, nếu được các bạn có thể dẫn thư mục map, dẫn về cái vị trí nào mà các bạn đã chứa cái map đó. Còn mình để desktop thì mình cứ dẫn ở đây thôi. À, mình có map này. Ok, dẫn cho đồng nhất. Rồi xong, bây giờ chúng ta có thể test thử. Chúng ta vẽ một bình trà đi. À. Và đương nhiên, nếu muốn test chúng ta sẽ phải khai báo vật liệu V-Ray. À, setting này. Rồi. Ở đây đang đã khai báo sẵn rồi. Chúng ta không cần phải khai báo lại nữa. V-Ray 3.4 rồi. Nào bây giờ mình lấy cái này, mình sẽ add to empty slot này. Bật bảng vật liệu lên, chúng ta sẽ lấy cái thanh đó ra. Ok. Các bạn thu nhỏ tất cả những vị trí này vào. Rồi, chính là phần này. Nhấn chuột kéo cho lên trên cùng cho dễ quản lý. Chúng ta kéo ra. Install. Vậy là vật liệu đã hiển thị đầy đủ. Không thiếu thành phần nào. Bây giờ các bạn chỉ cần kéo và thả vào tia pot này thôi. Tôi có thể render thử xem vật liệu đã vô chưa. Rồi, hoàn toàn ok. Vậy là phiên bản vật liệu này sẽ sử dụng được trên Primark 2016 cùng với phiên bản VMPP 3.2. Ok, chúng ta sẽ tắt file và không lưu. Rồi, vừa rồi mình đã hoàn thành cách hướng dẫn các bạn cài đặt và khắc phục lỗi. Thì dưới video này chúng ta sẽ có một đường dẫn, đường link để các bạn download về và ghi đề phần uselip lên. Ghi đề phần này này, mình sẽ nhắc lại lần cuối. Ở đây mình sẽ có một cái này. Và phần ghi đề là ghi đề phần này. OC VMPP Max. Đây là phần trên bộ cài của mình.
Các bạn sẽ ghi đè phần này lên, copy phần này, dán vô phần này. Đó. Sau khi dán xong các bạn khởi động chạy là chúng ta sẽ sử dụng được bộ vật liệu này trên phiên bản Binemark 2016 với phiên bản BMPP 3.2. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.